Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm dừng tiếp nhận khai thác tàu bay tại 4 sân bay là Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Chu Lai từ sáng nay 27 tháng 10 để tránh bão số 6. Cụ thể, sân bay quốc tế Phú Bài, Thừa Thiên Huế tạm dừng hoạt động từ 6 giờ đến 22 giờ ngày 27 tháng 10. Sân bay Đồng Hới, Quảng Bình dừng hoạt động từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 27 tháng 10. Sân bay quốc tế Đà Nẵng dừng khai thác từ 6 giờ ngày 27 tháng 10 đến 4 giờ ngày 28 tháng 10. Sân bay Chu Lai, Quảng Nam dừng khai thác từ 10 giờ ngày 27 tháng 10 đến 10 giờ ngày 28 tháng 10. Theo Cục Hàng không Việt Nam, bão số 6 có khả năng gây ảnh hưởng và uy hiếp an toàn khai thác tại một số cảng hàng không, sân bay. Vì vậy, Cục yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thông báo tin tức hàng không phù hợp theo quy định hiện hành và điều hành bay bảo đảm tuyệt đối an toàn. Cảng vụ hàng không miền Bắc và miền Trung có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn khai thác tại các cảng hàng không theo quy định.